Cái méo gì đấy, đuổi hình bắt chữ với nhau à? Đuổi hình bắt chữ với nhau à? Ơ, kiểu kiểu gì? Thế là đuổi hình bắt chữ à? Thì ok, thì nghe em có thể thấy được rằng là đây. Nào bạn đó, mày chết với tao nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shopsikẹo.vn, shop free file giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay, và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shopsikẹo.vn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với màn review nhân vật mới. Ok, chúng ta nhận được một cái thư. Và yeah, nhân vật K là một giáo sư và chuyên gia nhu thuật. Mặc dù tôi cũng chả biết nhu thuật là cái miệng gì nữa, nhưng mà thôi không sao cả. Ok, nhân vật K này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái con nhân vật K này. Wow, đẹp trai vỗn lại. Yeah, với nhân vật đúng không nào? Nhân vật K bực thầy chủ động, tức là cái mức EP tối đa tăng lên 50, chế độ rút Jitsu các đồng minh trong vòng GM được tăng 500% tỷ lệ chuyển đổi FP. Hơi bị khó hiểu đối với cái con tính năng nhân vật mới này kiểu. Và thứ hai là một cái tên rất đặc biệt, nhân vật K. Wow, thật sự. Yeah. Sắt đá thì không hay lắm, có thể nếu mà kết hợp với tính năng này thì thêm khúc cao trào đi. Yo, Capella có lẽ một combo tuyệt vời đối với cái con nhân vật K này. Phát ra âm thanh thử nào. One step closer to enlightenment. One step closer to enlightenment. Phát cũng khá là chuẩn. Kelly thường chạy cho nhanh chứ không phải Kelly tớ chơi vào. Ok. Yo, ok, chúng ta có thể lựa chọn Kelly thường để nó chạy nhanh hơn được. Anh em đã sẵn sàng chưa? Và nếu như anh em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ lên đường một trải nghiệm con nhân vật mới, nhân vật K. Anh em đừng thắc mắc về cái tên Vân Công Chúa của tôi, là tôi đã bị một người em thiện lành mượn nick và đổi luôn cái tên của tôi. Nó tăng gì vậy anh? Nó tăng cái thanh EP ấy. Yeah, ok. Em thấy không? EP này không cần ăn nấm nhưng mà nó vẫn tăng dần lên đấy, đúng không? Thấy tăng cái thanh EP chưa? Gặp phải cái thằng kia nó đuổi. Ui, thằng nào ở dưới, cái thằng nào ở dưới kia. Đừng. Ui đù, đù đù đù. Vào đây có 40 cái. Đít. Đít. Hay hay. Ủ má mày, nhờn à. Đít. What the fuck man. Đừng như vậy bạn ơi. Quay trở lại, vẫn là nhân vật K, nhưng mà sau quá nhiều lần khó khăn thì tôi quyết định là test con nhân vật K ở chế độ đấu thượng này không ạ. Vãi lùa. Test đấu rank thì nó thật là ui. Cổng trời đông vãi bíp. Vãi lùa, thật là đông phết là trường. Yeah. Ok, bởi vì dẫu sao thì nhân vật K nó vẫn như là một cái con nhân vật mới nên đâm dài nó hơi bị khó chơi. Thế anh em chưa quen với tính năng của nó chẳng hạn. Ui. Vãi lùa chưa. Ủa mày săn cả khu. Cầm shotgun đi sụp cả khu anh em ạ. Cầm shotgun đi sụp cả khu luôn. Phải. Nó còn sụp cả mình ấy chứ anh em. Có phải mình sụp nó đâu. Wow. Eo ơi, nó có sụp cả mình ấy. Có phải mình sụp ở đâu. Dưới đây. Thằng này trên nóc nhà đúng không. Mày chết con mẹ mày rồi. Chứ con mẹ mày rồi em ơi. Nó xuống rồi à? Cái đủ mà. Lên thì nó lại xuống. Easy. Tuổi. Ngứa mũi luôn anh em ạ. Có mà tuổi. Yeah, ok, thì giới thiệu một chút về tính năng của con nhân vật K đi. Nó sẽ giúp anh em tăng cái bạch EP ấy khi mà anh em nhấn kích hoạt. Ô, tôi vừa nhấn nút tắt rồi. Vãi, tự nhiên thấy bản thân mình ngáo nhấn nút tắt. Ngáo vậy, thì anh em sẽ phải chờ nó hồi, xong anh em lại nhấn nút bật. Thì đối với tính năng của nhân vật K là anh em chỉ cần bật một lần duy nhất ở trong trận đấu ấy. Anh em không phải bật nhiều làm gì cả. Nào, qua đây chơi đi anh em. Đâu, thằng nào vừa gáy ở trên tầng đúng không? Mày gáy với bố mày đúng không? Mày gáy với bố mày đúng không? Ok, bình tĩnh đi, ở dưới à. Nhìn thế nào tội nghĩ nó ở trên chứ. Ok, bye bye. Bạn ơi, như này là bạn dở rồi này. Shotgun sẵn trên tay rồi đây. Muốn gì?
3 trái bông keo. Úi dồi, vãi thế. Úi đủ mát luôn ngay sau cái tảng đá luôn. Vãi cả trường. Ơ cái này mình tắt đi à? Cái này là mình tắt đi chứ mình kích hoạt lại cái quần què gì. Vãi trưởng thế. Cái méo gì đấy, đuổi hình bắt chữ với nhau à? Đuổi hình bắt chữ với nhau à? Ơ, kiểu gì? Hả? Cái đuổi hình bắt chữ à? Thì ok thì anh em có thể thấy được rằng là đây. Nè bạn á, mày chết với tao nhá. Gotcha bitch. Easy game. Ok. Khi mà anh em bật tính năng của con nhân vật ca lên thì nó là một tính năng chủ động và giúp cho anh em tăng cái FP này, anh em thấy không? Tôi có thấy là lâu lâu nó sẽ được tăng lên. What the... Kiểu này game nó bị cái mẹ gì nhá. Tôi chơi game bằng 3G hay là Wi-Fi thì lâu nó vẫn kiểu bị ping 99 cộng. Ô, mày có ping cao quá, thật sự là hơi bị khó chơi một chút xíu. Có mỗi con xe ghẻ mà thằng nào nó cũng bắn mất. Đau đầu với thanh niên thật. Yeah, ok, và theo chân kẹo nào. Dựng chơi vậy. Thật sự là mình khá là thích những cái động tác mà anh em kiểu nạp đạn đổi súng các thứ của phiên bản Free Fire Max nhá. Chất lượng mà. Mà mỗi tội hôm nay kiểu mạng nó bị quần què, lâu nó nhảy ping lên 99 cộng kiểu khiếp hồn. Yes, now. Thế nào ra solo với sĩ kẹo ngày hôm nay. Sĩ kẹo cho tắt điện hết nhá. Cho mày mẹ một. Rồi, xuống đây. Yo, qua đây con nào. Wow. Méo thấy ai luôn. Bởi vì đơn giản đấy, cái vòng ba đầu tiên nó còn chưa thu lại một phút nữa cơ. À thôi anh em, chúng ta hãy cứ từ từ đây anh em ạ. Đây, ngắm nghía một chút đi. Về cái vòng tròn thì đấy, lâu nó cứ tự động nó xuất hiện đấy cơ không ạ? Tôi không hiểu là. À, thật ra thì nó có thể là giúp cả đồng đội của chúng ta tăng thêm EP nữa. Nhưng mà hiện tại thì kẹo đang chơi trong cái chế độ solo, thế nên là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm và chưa phát huy hết được cái khả năng của cái con nhân vật này anh em ạ. Yeah. Nào, ở khu này chả nhẽ lại không có ai cơ. Ô, chán đấy. Bắn gợi đòn. Wow, yes. Eo ơi, shotgun trông kiểu cảm giác bắn xa chưa này. Quay anh em nhìn thấy nó nổ cả trên đường không? Trông cảm giác bắn xa vãi luôn đấy. Yo. Đầu tóc tôi như này, mấy ông còn bảo đầu cắt moi. Ê, tôi vừa đội mũ đi mưa xong nó kiểu nó bị ngu ấy. Câu mà đầu cắt moi là hơi sai lầm mới nhận lên xe. Đi, cầm shotgun đi sụp cả mà đồ. Let's put it. Đủ má. Vãi lúa luôn ạ. Vừa mới lên xe thôi mà chạy mãi chả ai bắn, vừa lên xe mấy ông lại sụp tôi. Ôi ôi. Là sao? Vừa lên xe mấy ông lại sụp tôi là sao? Khó hiểu với công quá. Có méo thằng nào đâu nhỉ? Oh, no. Tôi cứ kiểu bị ảo game ấy. Chứ thật ra có ai đâu ta. Trên này cũng không có. Thế không phải trên này rồi, xuống dưới xem chứ. Vãi trưởng thật. Yeah, hay là trên này đúng không? Nó có lên nhà này không ta? Kiểu có một thằng vừa đang thẳng ở đây mà, nó có lên nhà này không ta? Nghe vắng này chắc biết là không rồi. Ôi bạn ơi. À, cái tính năng của con nhân vật Kai nó sẽ được sử dụng rất là lâu nhá. Thế nên là khi nào hết thì nghe mới phải nhìn cái nút bật lên thôi ấy. Nó sẽ có những cái quãng nghỉ. Ồ, ra là vậy. UAV đây. Nó sẵn sàng ở đây mà. Có phải ở đây không, đúng không? Nó vừa lên trên. À, mày chết con mẹ mày rồi. Nó vừa lên trên các bạn. Nào. Chỗ nào ta? Ui. Quê vãi rồi. Kiểu, đủ má. Vãi lỉn, nó canh mình mẹ luôn ở trên luôn. Oh, IQ vô cực luôn. Quá mệt mỏi rồi.